bông bông như thế mình hộp lại cái đập chương mòn mùi spay cái đào kìa. Tại cái bánh ngọt này. Lấy dân cặp cái chỗ bên trên. Đọc đặt liên tật nghe là mày đặt thọp cái khổm đợt nghe phút kia là chị buồn đó bạn. Lời dân điên là thịt thật ở dưới xa đẩy đi xem. Anh Trương mòm đồ chúng mới nhìn dân điên thịt thật đai đấy. Nhưng liên tập rồi ấy, nhưng lại thường liên tích mày vì cho chết là những đạm vỡ chế đã xôn thịt ba này mọi bị khâu đấy vì tinh bò có hôn đấy. Bên sâu về sọc cầm đặt cho chúng nó những câu xóa những đặt về cho chúng nào tầm đó mới hình toàn chân nó làm cái hôm tầm đồ đó ấy. Và lấy những rổ off đó. Rồi dùng cắt lên bắt đầu đã vẹt dùng chụp bàn hẳn bàn bàn làm được không nè. Đã khoanh trộm đâu mọi việc thôi bạn khổ
Bây giờ đạm bờ lắm. Let's go. Dương bụt cùng lụi chất hơi ấy. Cửa của khu luộc sẵn bây đang với chuyện nhé. Ngày ta lấy những trái viên tích trái tả lơ lơ thằng bàn này. Đặt mơ lên đi xem. Ô, ăn này. Rồi mình lại đi cho. Ăn đâu. Cái gì đã chán. Mùi ô đó là nó vẫn. Anh nói dương nhằm ngon thế nè. Xùi đó quá rồi. Đã spray vào mặt, phải spray vào em đó nè. Rồi lặp lại mà như thế. Lại phải đón thời mũi chân mắn bất nhiên đó. Hay. Nhưng mà đi kiếm lo nè.
Thêm nha là thử heo rồi. Mặt đó. Ngon không? Làm hơi thử chút nha. Cà phở chứ.